Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua đến sáng nay ngày 16 tháng 5 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ đêm qua đến 8 giờ sáng nay có nơi trên 150mm, như là tại Xuân Khánh, Thanh Hóa là 215,6mm, Vạn Mai, Hòa Bình là 197,2mm, Mỏ Vàng, Yên Bái là 158,8mm và Trương Lương, Cao Bằng là 151,6mm, nhiều nơi đã xảy ra ngập úng cục bộ. Thế nhưng sang ngày hôm nay, trời đã nhanh chóng có nắng trở lại, không khí mát mẻ với nền nhiệt trưa nay phổ biến là từ 28 cho tới 31 độ. Đến chiều tối thì khả năng khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào cùng với dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa là từ 10 cho tới 30mm và có nơi là trên 50mm. Thủ đô Hà Nội nền nhiệt cao nhất giảm còn 31 độ, trời mát. Tối và đêm khả năng mưa lặp lại như tối qua là không cao, nhưng một vài nơi thì vẫn cần phải đề phòng mưa cục bộ. Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành miền Trung cũng có thể xuất hiện mưa trong chiều tối nay với xác suất mưa dông khoảng 70%. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở thành phố Đà Nẵng sẽ giảm còn 32 độ và trời mát. Sau nhiều tháng nắng nóng khô hạn, trận mưa dông lớn đêm qua đã gây ngập úng cục bộ nhiều nơi ở Nam Bộ. Nhưng mặt khác là chúng cũng là những cơn mưa vàng, dài hạn, báo hiệu mùa mưa đang tới. Dự báo trưa chiều nay ở Nam Bộ tiếp tục có mưa và trong đó thì khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ có mưa nhiều nơi. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và dông. Còn tại khu vực Tây Nguyên thì cũng có mưa dông với diện rải rác, nhiều điểm mưa to từ 30 đến 50mm và có dông mạnh. Đây sẽ là đợt mưa dông diện rộng đầu tiên của năm 2024 ở cả Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ. Do có mưa dông nên nhiệt độ ở Tây Nguyên sẽ giảm, còn ở mức từ 31 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ thì giảm còn 33 đến 35 độ, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn. Thành phố Hồ Chí Minh sáng và trưa nay thì đã có nắng nhẹ, nhưng chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và dông trở lại. Nền nhiệt cao nhất trưa chiều nay sẽ giảm còn 34 độ và đêm nay thì tiếp tục giảm xuống còn khoảng 25 tới 26 độ. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Thank you.